Thời tiết tại thủ đô Hà Nội lúc này rất lý tưởng cho một trận thư hùng. Trong những năm trở lại đây thì Viettel và câu lạc bộ Hà Nội luôn luôn là những đội bóng giữa câu lạc bộ Hải Phòng và các cầu thủ Công an Hà Nội. Đây là đội hình ra sân của các cầu thủ Viettel trong trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì tân huấn luyện viên trưởng Thạch Bảo Khanh cho ra sân với thủ môn Tân Bình Phạm Văn Phong mã số 36, đội trưởng của các cầu thủ Viettel là Đức Chiến, các cầu thủ mang áo số 5 Trương Văn Thiết, số 7 Gia Hà, số 8 Nguyễn Hữu Thắng, số 10 Giovane, số 11 Jay Phan Sơn, số 15 Nguyễn Xuân Kiên, số 16 Nguyễn Huy Hùng, số 17 Nguyễn Đức Hoàng là bóng trước bảo vệ bên phía khung thành phía bên phải màn ảnh nhỏ các bạn, và phía đối diện đó là câu lạc bộ Viettel. Trận đấu chính thức được bắt đầu. Ghi bàn cho Hà Nội đó là Lucio, cú tạt bóng của câu lạc bộ Hà Nội, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Hãy cùng xem lại pha bóng này của Lucio. Cột dọc đã từ chối bàn thắng của Hà Nội, bàn thắng đầu tiên tại giải Liên hiệp Postbank Cup 2023. Một tình huống cho thấy đứng trước bóng đang là Văn Dũng và Vũ Minh Tuấn. Văn Dũng, bóng đã không vượt qua được hàng rào. Vẫn còn dứt điểm. Một tình huống dứt điểm nối rất hay. Và tỷ số đã được mở dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Hàng phòng ngự của Viettel đã bị bất ngờ. Một tình huống dứt điểm nối rất hay. Lucio rất thoáng. Dứt điểm. Bóng đã đi không trúng đích. U17, U19 của chúng ta. Một pha dứt điểm rất quyết tâm nhưng bóng không đi trúng đích. Chắc chắn với những cầu thủ như Văn Đạt sẽ rất muốn. Phía sau Tuấn Hải và Romario của Hải Phòng, một tình huống bắn bật rất hay của câu lạc bộ Hà Nội FC. Người đã phòng ngự tốt bên phía đội hình của Viettel ở pha bóng vừa rồi đó là đội trưởng Đức Chiến cùng với sự phối hợp của người đồng đội của mình. Lại là một tình huống tạt bóng không vào, một tình huống cắt phá xuất sắc của Quan Văn Chuẩn, khá ngọt của Trần Mạnh Cường, và Gia Hà đã có cơ hội cho riêng mình. Quan Văn Chuẩn đã phản xạ rất tốt và không cho Elias có bất kỳ cơ hội nào để băng xuống tiếp cận được trái bóng. Tiếng ban bật giữa Đậu Văn Toàn và người đồng đội của mình, triển khai phản công dành cho Hà Nội không thành công, và đó đã là tình huống tấn công cuối cùng của hiệp một cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Trận đấu đầu tiên nằm trong khuôn khổ giải giao hữu tứ hùng, khi mà những cái tên như Vũ Minh Tuấn, Lucio, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Văn Vĩ, Trần Văn Đạt và Trương Văn Thái Quý đã rời sân và nhường chỗ cho họ. Mạnh Ngọc Hà tình huống qua người rất tốt, tình huống thoát xuống hành lang cánh phải bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Mạnh Ngọc Hà cùng với đó là Nguyễn Văn Minh, tiếng đánh đầu rất nguy hiểm và đó là bàn thắng dành cho Hà Nội. Một tình huống đánh đầu lái bóng cực kỳ hiểm hóc của Phạm Thanh Lương. Dù không có được nền tảng thể hình quá tốt nhưng vừa rồi là một pha bóng chúng ta thấy được kinh nghiệm cũng đẳng cấp của câu lạc bộ Viettel. Hãy cùng xem lại pha tạt bóng của Mạnh Ngọc Hà. Không còn Lucio trong đội hình nhưng lúc này câu lạc bộ Hà Nội lại có cho mình một bàn thắng để nhân đôi cách biệt bằng một tình huống đánh đầu của Thành Lượng. Vào sân cầu thủ số 17 Nguyễn Đức Hoàng Minh đã tung ra tới đó là bốn cái tên mới trong quyền thay đổi người của câu lạc bộ Viettel, nhưng đây là cú sút của Hà Nội FC. Một lần nữa Thành Lượng và Nguyễn Văn Vĩ của câu lạc bộ Hà Nội. Cú sút của Phạm Thanh Lương rất nguy hiểm. Một cú sút trực tiếp. Tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng thứ 3 dành cho Hà Nội FC. Người đang cố gắng di chuyển đó là Phạm Văn. Rất nguy hiểm, đó là tình huống dứt điểm của câu lạc bộ Viettel. Đó là cơ hội dành cho đội trưởng Nguyễn Đức Chiến. Bóng đã tới được vị trí của Đức Chiến nhưng tình huống đệm bóng sau đó lại hơi thừa lực và đưa bóng đi vọt sang ngang khung thành của Quan Văn Chuẩn.
trước thềm mùa giải mới và trước thềm những trận đấu ở trong khuôn khổ giải đấu Liên Việt Postbank Cup 2023 với những đối thủ như Công an Hà Nội hay là bên phía đối diện, đó là bên Hải Phòng. Và vừa rồi là một tình huống dứt điểm rất bất ngờ của Viettel, một siêu phẩm của bên phía Viettel, và đó là người mà chúng ta vẫn đang kỳ vọng của Viettel đã tạo ra dấu ấn, tạo ra đột biến. Quá khó dành cho Quan Văn Chuẩn. Cú sút quá đẳng cấp của Khuất Văn Khang. Có lẽ huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, một tình huống đột phá của cầu thủ bên phía Hà Nội. Cơ hội thoát xuống dành cho Văn Tùng. Tình huống băng ra chính xác của Phạm Văn Phong. Của Phạm Văn Phong trong hiệp thi đấu thứ hai này. Một tình huống thoát xuống rất nhanh và đầy nỗ lực của tiền đạo mang áo số 89. Tình huống thoát xuống của Khuất Văn Khang. Cơ hội không vào. Đó là cơ hội dành cho Hữu Thắng, một cơ hội 10-10. Khung thành đã rộng mở nhưng Hữu Thắng không thể tận dụng được và chiến thắng chung cuộc thuộc về Hà Nội FC với tỷ số 2-1. Cơ hội ở những giây cuối cùng kết thúc trận đấu với nỗ lực của Khuất Văn Khang và cú đánh đầu trước gôn trống của Hữu Thắng. Câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên